Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Bacta Raha. Đây là trận đấu thuộc vòng bảng của đấu trường UEFA Champions League và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 23 tháng 10 và theo đánh giá, câu lạc bộ Manchester City sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp câu lạc bộ Bacta Raha với mức kèo là 2,75, mức kèo cũng có thể tăng 3 trái và hạ xuống còn 2,5, mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về các kèo bóng khác trong nhóm nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. Trong quá khứ thì Manchester City và Bacta Raha chưa từng gặp nhau. Đây mới chỉ là lần đầu tiên cho nên là cũng không có thông số đối đầu để gửi tới cho các bạn. 5 trận thi đấu gần nhất của Man City thì Man City đang bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Bacta Raha thì Bacta Raha thắng 2, hòa 1 và thua 2. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Manchester City chấp 2,75 hoặc bạn nào an toàn hơn, lượng mức kèo phụ là Man City chấp 2,5 thôi nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình, ở thời điểm hiện tại Manchester City đang được đánh giá là nhỉnh hơn Bacta Raha về mọi mặt. Thứ hai nữa thì Manchester City có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ, Manchester City đang có phong độ còn tốt hơn Bacta Raha nữa. Cái thành tích thi đấu trên sân nhà của Man City nó cũng đang cực kỳ ổn định. Ở lượt trận này tiếp tục đá sân nhà, gặp đối thủ không quá mạnh thì với mức kèo này mình dự đoán là chắc cũng không làm khó được Manchester City đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Man City chấp nha. Mức tài xỉu là 3,5, 3,75 và 3,25. Thì cái hiệu suất ghi bàn của Manchester City lẫn Bacta Raha ở những vòng đấu gần đây ấy, thì mình thấy nó cũng rất đều đặn và cũng không loại trừ khả năng là Man City đá sân nhà gặp đối thủ yếu thì họ sẽ thắng đậm không chừng. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 4-0, 5-0 hay là 5-1 nghiêng về cho Man City. Và nào tin tưởng mình nữa, ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 1,5 và tài xỉu là 1,75. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đang áp đảo hơn thì Man City họ sẽ chắc chưa cơ hội. Và mình nghĩ hiệp 1 Man City sẽ có được 2 bàn dẫn trước hoặc 3 bàn. Hiệp 1 các bạn chọn Man City nha và tài. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Manchester City và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.